Mọi người á, hôm nay là chiều ngày 16 tháng 3 thì hiện tại bên trung tâm dạy lái xe TS đang tổ chức tập xe miễn phí dành cho học viên thi ngày 19 tháng 3. Thì hôm qua mình đã có một buổi tập miễn phí rồi và hôm nay bên trung tâm quyết định tổ chức thêm một buổi nữa. Trung bình thì mấy bạn đăng ký bên trung tâm sẽ có 3 lịch tập, 2 lịch tập miễn phí, tập thô và thi thử thiết bị như hôm nay. Và trước giờ thi sẽ còn một buổi tập miễn phí nữa. Số lượng học viên tham gia chiều hôm nay khoảng 80 bạn, đông hơn hôm qua. Hôm qua thì có 70 bạn tham gia thôi, nhưng mà hôm nay thì nó đông hơn. Mấy bạn đang đợi mười điểm danh xong thì xíu nữa bên trung tâm sẽ hướng dẫn cho mấy bạn tập, sau đó mình sẽ thi thử và mình đi về ha. Bên trung tâm sẽ triển khai thi, thì mấy bạn tập xe xong mấy bạn có thể quay lại phòng chờ để mấy bạn ngồi ôn lại lý thuyết một tí, và bạn nào nếu mà không muốn tập thì mình vẫn có thể ngồi trong không sao cả ha. Đúng 1 giờ là bắt đầu gọi tên thi. Thì cái phần thi của mọi người á, hiện tại thì bên trung tâm đang tổ chức tập xe miễn phí cho các bạn thi ngày 19 tháng 3. Hôm nay là chiều ngày 16 tháng 2 thì hôm qua đã có một buổi tập rồi. Nhưng mà bữa hôm nay thì sẽ giúp cho một số bạn hôm qua tham gia không được, cũng như là bạn nào hôm qua chạy yếu thì có thể tham gia thêm nữa để mình tăng khả năng đậu thực hành cao hơn á. Thì trong lúc tập xe sẽ có thầy Tuấn, thầy Trường hướng dẫn nè. Đó, hai đứa. Ô tô thì giờ lớp lái thì ngày thi mấy bạn sẽ di chuyển ở khu vực này để đợi gọi tên đi thực hành. Thì cái quy trình thực hành như sau. Ngày thi cái bàn xanh nó sẽ có một cái bàn ở đây. Sẽ để sẵn 5 cái mũ. Thì khi mà nghe đọc tên của giám thị, mấy bạn đứng dậy và tiến về phía trước, kéo khẩu trang, nhìn vào ô khung cửa sổ bên kia nè, để người ta trình duyệt khuôn mặt. Sau đó mấy bạn sẽ ra nhận xe theo chỉ định giám thị. Người ta kêu số máy thì mình lấy xe số đúng số xe nha. Tránh trường hợp mấy bạn lấy nhầm xe, bạn gây rớt hai người cùng rớt chung, được chưa? Rồi, thì cái quy trình thi như sau. Các bạn sẽ ngồi và mình sẽ lấy xe. Giả sử lấy xe số 5 thì mình ra mình lấy đúng xe đó. Ngày thi sẽ có khoảng 5 chiếc xe thi đậu ở đây và mình sẽ đi theo hướng. Thứ nhất là mình sẽ lên xe trước. Máy ngày thi nó sẽ để sẵn số 3 luôn. Nói chung là từ đầu tới cuối đều là số 3, nên nhận hết. Chạy sau không tấn máy và không trả số, được chưa? Mình giữ nguyên hết và mấy bạn sẽ đi theo cái cột này nè. Cái lý do mà anh nói mấy bạn không có ngồi qua cái cột này là ngày thi bên khu vực đó nó sẽ trống. Và bạn sẽ đi sâu về phía bức tường đó, quay ngược lên, đậu xe hết về phần bên trái để mình xuất phát cho nó dễ thôi. Đừng có dạy mà đứng bên phải đi vào, dễ bị mất điểm đầu nè, cũng như là nếu mà lố ra nó bay vô trong luôn. Được chưa? Anh sẽ tiến hành cho xe vị trí xuất phát và anh sẽ đợi hiệu lệnh loa báo. Khi nào có hiệu lệnh loa báo mới được phép tiến xe vào hình. Trường hợp bạn nào xuất phát trước, loa báo sau, tính sai quy trình mấy bạn tự rớt ha. Rồi, mình sẽ nghe tín hiệu loa. Xe 05 bắt đầu thi. Đó, trường hợp nếu mà xe có tín hiệu loa phát, còn không thì cũng nhìn cái đồng hồ. Tức nó sẽ có một số 0 phía trước, nó sẽ nhấp nháy là bài thi bắt đầu vào. Đó, mình chạy trước ha. Ở đây bình thường thôi. Nãy tập sau giờ chạy vậy nha. Về phần chống chân thì là giám thị chống thôi, còn cắn vạch máy tự báo ha. Xe 05 chạm chân xuống đất. Đó. Xe 05 chạm chân xuống đất. Hai lần. Chưa? Rồi tiếp tục thêm một phần nữa là phần cán vạch thì sẽ là anh cán cố tình cán không ra nha, nó không kêu nữa là chịu. Rồi sau khi mà chạy xong phần đó rồi thì mấy bạn sẽ đi thẳng và chuyển qua vài né vật cản. Né vật cản lố một tí là đi luôn 5 điểm, mất tín hiệu lo rồi, còn 80 điểm mình qua lại là do lo đi. Xe 05 chậm vậy đó, báo hơi chậm. Cái đường ngược kìa mấy bạn đi chậm qua một tí thôi. Rồi được chưa? Đó là 4 lỗi. Anh đã vi phạm 2 lỗi chống chân, 1 lỗi cán vạch trong hình số 8 và lỗi thứ 3 anh cán vạch cản. Cái lỗi tiếp theo là lỗi bị loại trực tiếp nếu bị sai hình. Xe 05 bắt đầu thi. Cái lỗi đi sai hình là nếu như lúc nãy mình tập á, mình đánh 2 trọng số 8 liên tục á, là lỗi đi sai quy trình nha. Có nghĩa là cái lỗi đó các bạn đi dư hình. Các bạn chạy một vòng, đúng một vòng các bạn kiếm đường ra, các bạn không chạy thêm. Nếu mà chạy thêm thì sẽ bị rớt ha. Chạy thêm vòng nữa nè, tính sai quy trình, rớt luôn. Được chưa? Cái đó là lỗi đi sai quy trình. Lỗi thứ 3 là cái lỗi hai bánh xe nằm ngoài hình. Hai bánh xe nằm ngoài hình, bay ra ngoài luôn. Và lại xe 05 bắt đầu thi. Từ cái lỗi hai bánh xe nằm ngoài hình là do một số bạn không kiểm soát ga tốt các bạn, hay là sử dụng ga sai cách đó. Hay là mình đang lên dốc
và xuống dốc các bạn đi tăng ga, chỗ này là bay ra ngoài luôn, rớt luôn thôi. C05 chào Bạch, C05 hai Bạch sẽ đi ra ngoài. C05 thì tính ở ngoài này hoặc là trong vòng kia đều rớt, và lỗi một lỗi đó là ngồi ngã xe thường là C05 chào Bạch, C06 chào Bạch, C05 chào Bạch, C03 thi đạt. C02 bắt đầu thi. C06 chạm vạch. C05 chạm vạch. C05 thi trượt.